OK, xin chào tất cả các bạn. Mình là Nguyên đây. Thì hôm nay mình buổi trưa có đọc được một bài báo trên VnExpress. Bài báo có chủ đề là ảo tưởng của cái ngành lập trình. Đấy, thì cái nội dung của bài báo ấy là nó liên quan đến việc là có rất nhiều bạn bây giờ khác ngành và quyết định là chuyển sang ngành lập trình với cái mong ước, với cái nguyện vọng là sẽ có lương ngàn đô hoặc mấy ngàn đô đấy. Đấy thì mình cũng suy nghĩ, mình cũng thôi dậy làm một cái video đi về chủ đề, coi như tâm sự một chút liên quan đến cái lập trình đối với những cái người mới, bởi vì mình là người đã trải qua và mình khả năng sẽ là một cái thiết thực. Đấy, thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ một số cái cách nhìn của mình thôi về cái vấn đề mà chuyển sang ngành lập trình hoặc tay ngang sang lập trình. Đấy thì đối với mình ấy, mình nhận định ấy, thì cái khó khăn của một người mới ấy, người mới mà bước vào lập trình ấy, thì nó rất là nhiều khó khăn. Đấy, đơn giản thôi là khi mà các bạn bước vào lập trình thì thứ nhất là chúng ta đang có quá nhiều cái sự lựa chọn về ngôn ngữ, đúng không? Nói quá nhiều thì cũng không phải, nhưng nó cũng đủ để làm chúng ta rối. Đấy, chúng ta sẽ không biết là chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ nào, bởi vì chúng ta cũng chưa biết được ngôn ngữ nào là phù hợp với mình, đúng không? Thì cái quan điểm của mình ấy thì cái ngôn ngữ nào cũng được hết đấy. Đấy, nếu như bạn mới làm quen với lập trình thì mình nghĩ là những ngôn ngữ như Python đó, JavaScript thì mình nghĩ là các bạn học luôn đấy. Bởi vì như mình thấy là những cái ngôn ngữ này thì cái tính ứng dụng nó khá là cao, mà nhìn chung là nó cũng so với các ngôn ngữ kia thì nhìn có vẻ nó cũng đơn giản hơn. Trong các cái cách code với này nọ ấy, thì mình thấy nó có vẻ đơn giản hơn. Vì thực tế thì Python mình cũng từng post một số cái project nhỏ nhỏ bằng Python rồi, chủ yếu là phục vụ mục đích công việc của bank thôi. Đó, ví dụ như các cái công cụ tra cứu hóa đơn ấy, nếu như bạn nào mà xem cái kênh của mình ấy thì các bạn cũng sẽ thấy đấy, nó có cái tool đấy. Rồi JavaScript thì nó rất là hay, nó khá là toàn diện đấy, bởi vì là nó vừa có thể form vừa bách được đấy, mà thằng đấy thì mình nghĩ nó đang là rất là nổi đấy. OK, thằng đấy OK đấy. Còn cái PHP đấy, PHP thì thực sự là mình cái kênh của mình là PHP là chủ yếu, một phần là bởi vì cái cơ duyên là mình làm quen nó đầu tiên thôi đó, thì mình code PHP, rồi sau đó rồi bẵng một thời gian mình quay lại thì mình nghiên cứu thêm thằng Laravel thì mình thấy nó rất là ổn. Thì mình dùng PHP và Laravel mình code thì mình thấy nó cũng không vấn đề gì đó. Thì như mình có nói, quan trọng là bạn code cái gì đấy, thì cái gì, ngôn ngữ nào nó cũng sẽ đa phần là nó sẽ xử lý được, nhưng cách xử lý của mỗi ngôn ngữ nó khác nhau đấy. Thì quan trọng nhất ấy, thì bạn học lập trình ấy, thì bạn sẽ hình thành một cái tư duy. Thì quan điểm của mình thì tư duy nó na ná nhau ở trong các cái ngôn ngữ lập trình đó, nó cũng là form, nó cũng là batch, nó cũng là tương tác database đấy, nó cũng là trải nghiệm người dùng đấy. Thì mỗi ngôn ngữ nó sẽ thể hiện khác nhau và tùy theo cái cách mà các bạn ứng dụng nó nữa, nó cũng là khá là quan trọng, đúng không? Thế thì cái đầu tiên là về cái quá nhiều ngôn ngữ lập trình đấy, đúng không? Thì mình cũng mong là các bạn cứ tham khảo, và khi đã chọn rồi thì mình theo một ngôn ngữ đến cùng đó, bởi vì cái nào cũng sẽ xử lý được hết. Đấy, cái nào mà nó khó quá thì mình có thể dùng các cái thư viện đấy, nhưng mà quan điểm của mình là bạn sẽ xử lý được đấy. Nếu như bạn chuyên sâu về PHP thì các bạn cũng sẽ xử lý được những cái bài toán đấy, chứ không phải nhất thiết bạn phải là Python, nhất thiết bạn phải là JavaScript thì bạn mới xử lý được cái đấy nhé. Đấy, thì mình thấy thực tế là nó là như vậy. Cái thứ hai ấy là mình nghĩ là một cái vướng đối với người mới nữa, đó là các bạn sẽ có cái nhiều quá nhiều kênh tham khảo, đúng không? Hiện nay này,
YouTube, rồi là Google thì có cái công cụ tìm kiếm, rồi YouTube, YouTube thì có kênh ta, kênh nước ngoài, đấy, rất nhiều thứ đấy. Thì mình nghĩ là cái việc mà nó quá nhiều kênh kiến thức ấy, nó đến ấy, nó sẽ làm các bạn bị loạn đấy. Thì theo mình ấy, thì các bạn nên chọn một cái kênh uy tín thôi, kênh uy tín để các bạn học lý thuyết. Ví dụ như mình là mình chỉ có hai cái kênh uy tín để mình coi thôi, à không, cái kênh chính thôi. Thứ nhất là VW3 School đấy, cái đó thì lý thuyết cơ bản là gần như nó đã có hết tất cả các ngôn ngữ rồi, mà nó cũng rất là trình bày nó dễ hiểu, cần là kiểm tra test được luôn lên đấy. Còn các cái vấn đề vướng mắc ấy thì cứ Stack Overflow thôi đấy, hoặc như Lavarel thì mình có cái thằng LavaCraft gì đấy. Nói chung là khi trong các quá trình các bạn học, các bạn làm ấy, thì các bạn sẽ tìm ra được, các bạn sẽ biết được cho mình một số cái các cái kênh và các cái công cụ nó hiệu quả để các bạn áp dụng luôn. Ví dụ như khi cái công cụ tìm kiếm nó sổ ra cho bạn, có rất nhiều cái phương án để các bạn chọn, thì các bạn sẽ biết được cái thằng nào là sẽ là cái thằng mà các bạn sẽ tìm được cái câu trả lời trong đấy, xác suất cao. Bởi vì thời gian chúng ta nó là hữu hạn mà, cái việc chọn lựa nó chọn là đúng kênh nó là giúp mình tiết kiệm thời gian. Đôi khi một buổi nếu mà các bạn không tìm được đủ kênh ấy, thì các bạn sẽ là mất, các bạn sẽ mất thời gian đúng không? Còn nếu mà các bạn cho mình tìm chỉnh cái máy này một chút, nó đang bị chênh chênh trong vây đấy. Thì mình nghĩ là đến đâu rồi nhỉ, là cái kênh để mình tham khảo đúng không? Đấy thì theo mình là các bạn nên chọn một kênh lý thuyết, với lớp 3 school là ok đấy. Coi kênh gì vướng gì đấy, nếu mà các bạn search thì nếu là thằng với lớp 3 school này mà nó có thì các bạn nên ưu tiên nó để đọc trước đúng không? Hoặc là ví dụ như các bạn học PHP thì các bạn nên đọc lướt một qua một lượt cái lý thuyết trên đấy để các bạn có một cái kiến thức nó nền tảng một chút, và các bạn sẽ đi vào thực hành các dự án luôn đấy. Tức là nếu chúng ta mà cứ lý thuyết nhồi vào ấy mà chúng ta không làm các dự án ấy, các bạn sẽ quên lắm, bởi vì kiến thức của lập trình nó rất là nhiều đấy. Riêng cái kiểu dữ liệu thôi mà các bạn thấy nó là rất các nhiều kiểu rồi. Ừ. Mà bây giờ các bạn không đi vào thực hành ấy, các bạn không biết các cái kiểu dữ liệu nó áp dụng để làm gì, hoặc là chúng ta sẽ gặp các kiểu dữ liệu ở đâu ấy, thì các bạn sẽ không bao giờ nhớ được và các bạn không biết được cách sử dụng nó đúng không? Đấy thì các bạn nên chọn các, nếu mà các bạn chọn các cái dự án ấy thì các bạn để mà thực hành ấy, thì các bạn chọn những cái gì nó thiết thực với mình để các bạn có thể có cái hứng thú trong cái việc làm cái dự án đó, hoặc là có thể nó ứng dụng được ngay đấy. Ví dụ như các bạn có thể chọn ngay một cái blog của mình, cái blog mà bản thân mình muốn làm, các bạn code luôn cái blog đấy là đơn giản nhất, sau đó code cái web bán một cái sản phẩm gì đấy đấy, thì bán luôn sản phẩm cho mình, hoặc là code một cái tính năng gì đấy cho công ty của mình kiểu vậy. Trên lý thuyết mình đã có thì các bạn sẽ có ứng dụng được ngay đấy, thì các bạn sẽ nhớ được hơn đúng không? Rồi tắt cái này đấy. Thì đấy, đi vào thành các dự án đúng không? Đấy thì trong quá trình mà các bạn triển khai dự án đấy, cái dự án thực hành của bạn đấy đúng không, thì mình thấy là khi các bạn gặp vướng một vấn đề gì đấy, các bạn sẽ search Google hoặc search YouTube và nó sẽ có nhiều cái giải pháp, nhiều cái kênh đều xử lý cái đấy. Đấy. Thế thì việc của mình là chúng ta sẽ phải chọn một cái phương án xử lý mà nó tối ưu nhất. Thì khi các bạn chọn được tối ưu rồi ấy, các bạn ghi nhớ trong đầu rồi, thì lần sau khi các bạn triển khai các cái dự án khác, các cái job khác ấy, thì các bạn đưa cái đó vào áp dụng luôn. Đấy. Nó các bạn cũng cần phải nghiên cứu tìm cho mình một cái giải pháp tốt nhé. Bởi vì cùng một cái vấn đề đó, nhưng nếu các bạn mà nghiên cứu một cái video hoặc là nghiên cứu một cái kênh mà nó đưa ra một cái phương pháp chưa phải tối ưu ấy, mà các bạn cứ không tham khảo cái phương án mới ấy, mà các bạn cứ làm này miết ấy, là các bạn đang 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 mất thời gian của mình. Đấy, cho nên ví dụ như những bạn mà coi kênh của mình vẫn khuyến khích các bạn là phải tích cực coi các kênh khác, bởi vì thực sự mình là người không được đào tạo bài bản, nên là các cái giải pháp của mình hầu như là cứ từ trong đầu mình ra thôi. Đấy, nhưng mà nó đâu phải giải pháp tối ưu đâu, nên các bạn cần phải có thời gian rảnh là các bạn nên nghiên cứu nhiều kênh khác nhau đấy, về cái chủ đề đấy. Đấy. Kể cả các bạn không làm dự án, không làm cái job nào, thì các bạn cũng nên thỉnh thoảng là các bạn cũng nên coi lên YouTube, coi mấy cái ông mà
có uy tín đấy, giỏi giỏi đấy, siêu đấy. Mấy ông ấy cốt mấy cái dự án mình cứ coi theo thôi. À mình coi à người ta cũng làm như thế này. Nhưng mà cái bài toán xử lý họ đang cốt như thế này, ồ hay quá. Thế mà ngay từ trước đến giờ mình không biết, à, mình cứ cốt cốt cái kiểu linh ta linh tinh, nó vẫn được nhưng mà nó lâu. Đấy, nên là thỉnh thoảng các bạn nên coi và nên đọc đọc thêm các cái tài liệu. Đấy. Nhưng mà cái đó sẽ nó chỉ hiệu nghiệm nếu như các bạn phải thường xuyên các bạn thực hành. Các bạn thực hành, các bạn gặp các cái tình huống đấy đấy, thì khi các bạn coi thì các bạn mới biết à cái tình huống đấy mình cũng đang làm hoặc mình đã làm nhưng mình đang vướng. Chứ nếu mà các bạn cứ đọc lý thuyết không ấy, thì các bạn coi nó cũng không 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 nhớ gì trong 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 đầu đấy. Rồi tức là đây là từ nãy giờ là mình nói qua cái khó khăn của một cái người mới đúng không, để cho các bạn mà đang có cái định hướng sẽ chuyển qua lập trình ấy, hoặc là bắt đầu học lập trình ấy, thì các bạn cũng hình dung được nó có một số cái vấn đề như vậy. Còn khi mà trong cái quá trình học ấy, quá trình mình học lập trình ấy, mình sẽ có những khó khăn. Đó. Thì mình thấy này, những lập trình ấy, thường thường là các bạn sẽ phải ngồi nhiều, ngồi cả ngày. Đấy, cứ ngồi thế ngồi cứ hai tay hai máy rồi là đủ các kiểu đấy. Ngồi nhiều thì dẫn đến là cái xương cốt của mình ấy, nó hay bị đau. Đó, thì những bạn nào mà muốn chuyển qua lập trình hoặc xem cái xương cốt mình ok có ngồi được lâu không đấy, chứ còn mà cứ cái người mà ngồi một chút ấy, mà là khó chịu hoặc ngồi một chút phải đi ấy, rồi là không chịu ngồi lâu được ấy, thì cũng phải nên suy nghĩ lại. Rồi cái thứ hai là mắt đấy, mắt nhìn máy tính nhiều nó cũng sẽ mỏi đấy. Như mình thì mình ở đây là mình cũng phải có cái này, thỉnh thoảng phải nhỏ vào đấy, các bạn thấy chưa đấy. Thì là về mặt sức khỏe đấy, là hai cái, thứ nhất là phải ngồi được lâu và cái mắt nó phải khỏe đấy. Nhưng mà mình thấy là càng ngày ấy, thì những cái đó theo thời gian ấy, là chúng ta sẽ càng yếu đi, cho nên là học lập trình sớm nhất là các bạn trẻ đúng không, học từ thời đại học, học thời cấp 3 đó, lúc đấy có thể ngồi cả đêm đấy, có thể thức cả đêm không vấn đề gì, sướng đúng không. Còn như những mấy ông mà tay ngang như mình, hoặc là những bạn mà cũng như mình mà cũng đi làm rồi lại học thêm rồi có vợ có con vào mà học lập trình mà ngồi như vậy thì cũng hơi đuối đấy. Đấy, thì các bạn phải cân nhắc. Ờ, cái thứ hai ấy, là lập trình thì mình thấy nó đòi hỏi khá cao về tư duy một chút. Thì tư duy này thì nó đòi hỏi khá cao nhưng không có nghĩa là chúng ta không làm được, bởi vì là thực hành nhiều, làm nhiều thì nó tự hình thành một cái tư duy thôi, đúng không? Nếu như mình ấy là lúc đầu mình làm một cái web rất đơn giản, mình cứ mò mẫm mãi, là mò mẫm mãi rồi code front end rồi back end rồi gì đấy, nó front end là đã mò mẫm rồi đấy đúng không, làm thể header rồi làm sao để CSS rồi đấy. Nhưng mà các bạn làm một cái hai cái ba cái thì tự nhiên các bạn kệ, các bạn sẽ hình dung được cái front end nó phải như thế này, nó phải header footer, nó phải là slider, nó phải là nó cũng thế thôi, làm một hai ba job đấy là các bạn sẽ hình dung lần sau các bạn làm là cứ vào là các bạn biết à header footer đó sidebar đấy, rồi bố cục các cái code đấy. Các bạn bây giờ các bạn có thể dùng các cái framework như Laravel, như PHP là mình dùng thằng Laravel, thì các bạn thấy nó rất là ok đấy, các bạn dùng rất là sướng đấy. Nhưng mà cái này các bạn cứ làm nhiều thì tư duy nó sẽ lên, tư duy là nó mình nghĩ tư duy nó như cái lối mòn mà đúng không đấy, một con đường mà người ta phải đi nhiều nó mới hình thành lối mòn, thì cái não mình nó cũng vậy thôi, mình làm nhiều nó hình thành lối mòn. Bạn đi một lần thì cỏ nó vẫn chưa đổ, nó vẫn chưa thành nhầm. Bạn đi lần hai cỏ nó đổ một ít nó vẫn khó, nhưng mà cứ đi nhiều lần nó thành lối mòn, đến lúc là nhắm mắt vẫn cứ đi được. À, các bạn hình dung được là cái tư duy của mình nó cũng như vậy, đó là ý kiến của mình. Thì đấy, thì cái tư duy các bạn có hoàn toàn có thể cải thiện được, nhưng ngành lập trình thì nó cũng đòi hỏi, đúng là cái lĩnh vực này nó hỏi tư duy, tức là nó cũng hình thành được cái các cái ví dụ như các bạn hình thành được các cái hành vi người dùng này, các bạn hình thành được các cái luồng của cơ sở dữ liệu nó đi này, đấy, là các cái lệnh nó đi này, đó cũng là cái tư duy đấy, các bạn cũng phải hình thành được đấy. Thì rồi là tiếp theo nó là cái để hoàn thành đấy, tức là nói như chúng ta đây là full stack. Full stack ở đây ấy, là back end và front end. Front end chúng ta code front end, back end chúng ta code back end. Nhưng để một cái dự án mà nó go live được, nó hiện thực hóa được ấy, thì đòi hỏi các bạn lại phải có thêm nhiều kiến thức khác nữa, chứ nó không chỉ phải đơn giản là hai cái này.
Mình ví dụ như là các bạn cần phải có một chút kiến thức về máy tính đúng không? Cài đặt các phần mềm rồi là các cái câu lệnh đấy, để mà tương tác với máy tính của mình, tương tác với máy server. Đó là các bạn phải có kiến thức về hosting, về các kiểu khác nữa. Đấy, hoặc là các bạn làm web thì các bạn cũng phải có kiến thức về 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 các cái chỉnh sửa ảnh này nọ nữa. Nói chung màu sắc. Nói chung là để một cái dự án go live ấy, thì nó cần các bạn nhiều kỹ năng chứ không chỉ là form và back. Đấy. Chưa kể là cái dự án của các bạn thì phải nâng cao hơn một chút, nó phải là có độ bảo mật, nó phải có tính hiệu năng đấy. Thì đấy, đó cũng một, mình nghĩ đây cũng là một những nguyên nhân mà các bạn lập trình, các bạn mới hay mơ mộng, tức là các bạn nghĩ là à front end mình học có một cái khóa trên mạng thôi mình đã code được một cái giao diện web rồi. Đấy, chắc là nó dễ, không phải. Hoặc là khi mà các bạn học front end các bạn phải hình dung được là các bạn phải làm được back end. Đấy, phải data nó từ đâu đến đổ ra thế nào. Rồi các bạn làm được back end rồi cũng chưa hẳn là chưa xong. Đấy, cái web đấy nó có ra thị trường được không ấy, thì nó phải hiệu năng, rồi nó lại phải liên quan các kiến thức khác. Đó, mình ví dụ như vậy. Rồi thế thì mình thấy là học lập trình thì hiện nay nó thuận lợi ở cái chỗ là các bạn kiến thức thì các bạn chỉ cần search Google nó ra hết đúng không? Google hoặc YouTube thôi. Miễn là các bạn kiên trì và các bạn muốn xử lý nó thôi. Thì có thể nó mất một tiếng, một buổi, một ngày, có thể ngày sau, nhưng mà các bạn mần mò tìm các bạn nó sẽ xử lý được hết. Đó là cái lợi thế đó, không không chỉ riêng ngành lập trình mà tất cả các cái vấn đề khác của xã hội bây giờ hầu như đều các bạn có thể tìm kiếm được tất cả các thông tin. Đấy. Nhưng mà quan trọng ấy là khi mà mọi thứ đều có thông tin, mọi cái đều có thông tin ấy giống nhau đúng không? Mình với các bạn đều có thông tin giống nhau, nhưng các bạn vận dụng cái thông tin đó để xử lý giải quyết vấn đề của mình ấy, là một bài toán khác, và vận dụng tất cả những cái đó để giải quyết một cái vấn đề của xã hội nó lại là một cái bài toán khác đúng không? Đấy, thì giống như kiểu là bây giờ như bản thân mình thấy ấy, nhận định về cái về cái ngành lập trình nhé, mình đang nói về cái lĩnh vực lập trình. Nói chung không không biết là có chém không, bởi vì cũng đâu phải là chuyên gia đâu, nhưng mà mình thì mình thấy là thế này. À, ngành lập trình thì chắc chắn là sẽ có rất có tương lai từ nay, không phải tương lai, đang tương lai và sẽ có tương lai trong trung trung hạn và dài hạn. Nhưng cái tính cạnh tranh nó sẽ cao, nó sẽ càng cao hơn, bởi vì là các bạn thấy là các trường thì bây giờ đào tạo lập trình nhiều này, lập trình bây giờ thành hot trend rồi, xu hướng rồi. Đấy. Nhưng mà vừa rồi đây thì đó, như trưa nay mình đọc bài báo là nó bảo là cũng cũng sa thải ngành nhân sự IT nhiều đấy, rồi cạnh tranh nhau giữa người mới chuyển qua, người ngành khác chuyển qua, rồi là các thế hệ mới chuyển lên, rồi là các ông bị lay off, các ông bị sa thải nữa, rồi các ông nó cạnh tranh nhau, trong khi thì mình thấy các cái start up về công nghệ nó như Sắc Bình ấy, ở trên Sóc Tanh ấy là bảo là nó bị bong bóng công nghệ đấy, tức là chúng ta đang 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 thần tượng hóa, hoặc là đang bong bóng cái ý tưởng ấy. Tức là khi các cái bạn lập trình hoặc là các cái team người ta xây dựng thì lúc đầu người ta nghĩ là à cái dự án của mình, cái dự project của mình nó phải đạt được quy mô thế này rồi nó, nhưng mà khi đi vào thị trường nó là cái tính ứng dụng nó thấp hoặc là nó không khả thi. Đấy, rồi khi chúng ta ngồi chúng ta bàn về nó thì chúng ta nghĩ à cái này mà áp dụng thì ok, nhưng mà đi vào triển khai nó không được. Nhưng mà lại một thời kỳ người ta đổ tiền vào rồi người ta đẩy lên làm cho các startup công nghệ là nó như kiểu nói như Sắc Bình, mình thấy cũng cũng có lý, như kiểu là bong bóng đấy. Đấy, nhưng mà ý là mình thấy là lập trình là nó còn có nhiều dư địa đấy, nó có nhiều dư địa, bởi vì là các bạn cứ hình dung là mặc dù đồ áo đúng không, chúng ta có nhiều web đúng không, ví dụ cái web thôi hay đồ áo thì các bạn vẫn thích, mặc dù là đồ bán sẵn nhiều nhưng mà các bạn vẫn thích là đồ may đo mà đúng không? Đấy, thì bởi vì may đo nó phù hợp với mình hơn đúng không, đồ áo may đo nó phù hợp với mình hơn, hoặc là mình có thể yêu cầu người ta may thế này thế nọ, chứ thay vì mình phải 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 ra mua sẵn đó. Thế thì cái lập trình nó cũng vậy, tức là hiện nay ấy, thì mình thấy là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa rồi các lĩnh vực khác nhau hầu như họ sẽ có nhu cầu chuyển đổi số khác nhau. Đấy nhá.
thì các bạn nên đi theo cái hướng đấy, tức là chúng ta sẽ đi theo hướng là may đo, tức là chúng ta sẽ code. Nếu như mà cái một cái web mà nó chỉ là tính năng là như một cái web bình thường, nó không khác gì blog, hoặc là nó cũng là một cái web app nhưng mà nó bình thường thôi, nó không đòi hỏi cái tính tùy biến cao, thì cứ WordPress đấy, mình cũng khuyến khích dùng WordPress cho nó nhanh, cái đó nó quá tốt rồi. Nhưng nếu như cái web đấy nó đòi hỏi các cái tính năng về soạn thảo văn bản, nó là CRM, nó quản trị theo cái đặc thù riêng của từng đơn vị ấy, thì các bạn nên chuyển sang là các bạn code. Code thì nó nhanh hơn và nó tùy biến cao hơn, các bạn thực tế các bạn là cần cái gì thì các bạn code như thế đấy, đúng không? Thế thì mình thấy cái dư địa cho cái việc đấy nó cũng khá là đang còn còn nhiều đấy, chúng ta nên đi theo cái ngách đấy. Đấy rồi là thực sự trong cuộc sống, trong công việc đó là mình chưa khai phá hết, nhưng mà ví dụ như lĩnh vực kế toán, là lĩnh vực tư vấn pháp luật, các lĩnh vực khác cũng đều đang có một những cái vấn đề mà đang chờ đợi chúng ta để chúng ta chuyển đổi số cho nó, chúng ta code cho nó, thì đó cũng là một cái tiềm năng đấy. Thì mình nghĩ là tiềm năng của ngành lập trình là đang còn rất là lớn, nhưng mà cái tính cạnh tranh thì nó sẽ rất là cao, cho nên là cái việc chúng ta quyết định chuyển qua một cái lĩnh vực này thì chúng ta cũng nên thận trọng đấy. Thì mình có chia sẻ đấy, là chúng ta cũng nên lường trước được những cái khó khăn của cái lĩnh vực này đó, rồi trong quá trình học nó sẽ như sẽ vướng vào những cái điểm gì đấy đấy, với lại là cái công việc của mình đấy. Thì mình vẫn nghĩ là lập trình nó sẽ là một tương lai, lập trình nó sẽ như là một cái kỹ năng thôi, nó như là Word, như chỉ là Excel thôi đấy, nó sẽ là phổ cập, và những người mà có kỹ năng lập trình thì sẽ có một cái lợi thế nhất định. Thì mình cũng khuyến khích các bạn nên trang bị kiến thức về lập trình đấy. Thì rồi ok, thì cái này mình video này thì cũng tranh thủ thôi, thì cũng chia sẻ một chút kiến thức, một cái chút kinh nghiệm đối với những bạn, đặc biệt là những cái người mà tay ngang, hoặc những người muốn nghiên cứu thêm về cái này để trang bị thêm cái kỹ năng của mình, để có thêm cái nhìn nó rõ hơn. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.